Không đụng tay vào cái cốc này. Lấy được tiền này thì tiền này là của em. Hả? Ảo thật đấy. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Vậy thì không đặt tay vào cái ly này. Lấy được cái tiền này thì tiền này là của em. Không có thổi ở đâu. Rồi rồi, tới công chuyện này. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Ôi trời ơi. Thế lần cuối nhá. Hách lấy được luôn em. What? Mời đến. Không thể nào như thế được. Lần chốt hạ đây này, 150 luôn. Không được đụng tay, không được dùng vật khác. Bố em lấy được tiền ra. Hả? Em lấy tiền ra rồi. Anh mới bỏ vào mà, lấy được nào. Em lấy tiền từ trong tô ra rồi. Đùa anh. Đấy, 150. Ảo thật đấy. Ủa gì vậy? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Ủa trời ơi. Hả? Sao đó được?